mẹ nghe thơ cái thơ của mẹ ngày xưa là con nhìn tanh không mẹ? Có. Vẫn con nhìn tanh hả? Đang ăn cơm mẹ là nghe quấm 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 chuối chạy xuống hầm. Chuối hầm là quấm. Mang bao cạc á. Quấm 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 là cái gì mẹ? Nó ốm nín gì á mà cứ bom à? À là mình đang ăn cơm xong mình nghe tiếng nổ đúng không? Bùm 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 bùm. Có là cả nhà phải chạy xuống một cái hầm. Mà cái hầm nó làm bằng gì mẹ? Hầm bằng bao cát. Hầm bằng bao cát. Cái bao xong mình đồn cát vô trong mà một cái hầm là có một cái lỗ đi vô. À mình lỗ đi vô ạ. À cái đó dùng cái căn phòng đúng không? Chứ không phải cái hầm. Cái hầm á. Cái hầm luôn hả? Là mình đào xuống đất luôn hả? Ừ. Mình đào xuống đất xong mình xếp bao cát vô. Rồi. À là đỡ đàn đúng không? Đúng. Ủa hay nha. Ô mẹ. Và ngày xưa mẹ cái thời mà mẹ là năm 1966 là mẹ đi học á. Là thời đó có những cái trò chơi gì người ta bạn ở cổng trường không? Không. Người ta không có luôn, không có luôn hầm không? Chỉ có là chặt tre rồi chặt thẻ hòn á, chơi thẻ hòn này. À chơi bánh đũa đúng không? Ừ. À chơi đũa. Kêu bằng thẻ hòn rồi chơi ô quan. Chơi ô quan. À ô quan không biết. Chơi bằng dung á. Bằng dung. À chơi bụng với thun đúng không? Ừ. Ồ hay nha. Xong rồi chơi nhảy dây. Chơi nhảy dây rồi. À. Rồi chơi tu u. Chơi tu u là trò gì không? Tu u là u rửa là coi như bên nào hai bên gạch một cái đường ngang bên đây là bên nữa một phe bên này một phe. Rồi bắt đầu là u rồi là ai mà u. À là thẳng. À là ví dụ như đang u đấy đâu mình chạy qua bên này đâu mình cứ u nhưng mình chạy về nếu mà bên kia chạm trúng mình á là mình bị thua đúng không? Ừ. À rồi con trò gì nữa không? Kẹo co. Kẹo co hả? Con nhớ ngày xưa có một cái trò là trò chơi keo á, không biết cái thời mẹ có không ta? Không. Không có à? Thời con là có này, cái trò chơi keo á, thời con là thời 9x, thời mẹ là thời 6x đúng không? Ủa mẹ, những cái trò chơi ở cổng trường người ta không bán thế thức ăn người ta có bán không? Không luôn. Thức ăn cũng không bỏ luôn à? Không. Thì ngày xưa cái món ăn vặt của mẹ là món gì? Không có, ở nhà thì ví dụ như là vườn ông ngoài là có một cái vườn chanh á. À vườn chanh. Về là ổi. Ổi. Xong mà đi học là ra hải mấy trái rồi bỏ một cặp á. À là đem lên lớp ăn. Là đem lên lớp ăn. Ồ hay nha. Giờ ra chơi là cắt ra. Dạ, dạ đúng không? Có khi cặn rồi luôn. Trời ơi, chanh mà ăn cặp trái luôn hả mẹ? À vậy là những cái món ăn vặt ngày xưa là mẹ là phải đem từ nhà đi. Bạn bè của mẹ phải đem từ nhà lên xong rồi góp chung là ăn chung hả mẹ? Ồ hay nha. Hay không nhận hay hả? Cái thời của con á là người ta có bán rồi, trước cổng trường là người ta có bán bánh ăn dai nè, xong rồi là mấy cái món ăn vặt ngày xưa á mà hiện tại bây giờ không có nữa. Hôm nay này con làm clip này là con vừa mua được một số món đồ chơi ở cái cổng trường mẹ. Hiện tại đây thì con nhìn thấy nó rất là hiện tại luôn. Bây giờ con thử cho mẹ chơi, thử mẹ biết chơi không nha. Đó, cho mẹ trải nghiệm. Cho mẹ trải nghiệm những cái trò chơi này nó khác gì những trò chơi ngày xưa nha. Đó, đây. Ở đây đây trên tay con là hai con quay nè. Đó, mẹ cầm thử một con đi. Con này ngày xưa mẹ biết cái trò cái con quay bằng gỗ mà ngày xưa con hay 12 giờ là con hay đi chơi không? 12 giờ trưa đi chơi đó. Mà mẹ hay chửi con đó. Ở mà cứ cầm ném nè xong mẹ chửi kêu là có chân bể đâu đó. Đó là nó cũng tương tự cái này nè. Nhưng mà cái này nó hiện đại hơn, nó làm bằng nhựa. Đây, cho mẹ một cái cây. Đó, cầm cây bình răng nè. Ở đây nó có cái lỗ nha. Xong rồi mẹ đút cái lỗ vào đây. Đó, mẹ đút cái cây vào cái lỗ này. Đó, rồi mẹ đút đi. Đó. Rồi, mẹ không bỏ cái này ra nha. Xong rồi mẹ đây. À đây con bỏ đây nha, cái bể bay này nè, để lát cho mẹ chơi sau. Bây giờ mẹ giật cái này mạnh lên nè. Mẹ giật, giật mạnh lên. Đó, xong mẹ bỏ lên đây. Đó, là nó bay nè. Wow. Bay quá. Ờ, có công nhận mẹ giỏi ghê ha. Mới chỉ lần đầu là biết liền. Đó, là hai con bay này có thể đổ nhau không mẹ? Đó, vui lắm. Đó. Không, hết rồi nè. Đó. Dạ, cái trò này thì chơi nó an toàn hơn cái trò ngày xưa con hay chơi. Ném đỡ sơ lắm. Dạ, ném phát có khi ném găm lên đầu bạn luôn. Ừ. Đó, nhưng mà cái trò này an toàn hơn. Đó, bây giờ mẹ với con đấu đi. Đó, mẹ bỏ lại đi. Đó, trò này đấu vui lắm mẹ. Dạ. Đó. Cái này con mua 10 ngàn à. Ở đây. 10 ngàn một con á. Dạ, 10 ngàn một con. 1, 2, 3. Đó. Đó, con đã, đấy không? Con một con đã của mẹ đó. Ừ. Đây nè, cho con mẹ vô con này. Đó, con đã nhau mẹ nó chơi cục. Đó. Đó, hay không? Đó, cái trò này thích không mẹ? Thích. Cái trò này ngày xưa đem cái thời của mẹ chắc là mẹ bạn mê luôn ha. Ừ, chắc là hồ thú vô đông lạnh đó. Dạ, đâu, đây chưa hết đâu. Đây, đây, thời nãy còn cái chiếc này nữa nè. Đây con bỏ cái mâm này xuống nha. Chiếc này là chiếc xe đó mẹ. Nè, chiếc xe máy à. À. Đó, chiếc xe máy nè. Màu vàng. Bao nhiêu tiền? Chiếc này con mua hình như là 5-10 ngàn nhưng con quên rồi. Đây này, mình kéo phát như này. Mình bỏ nó chạy. Đó, hay không? Đó, hay không? Đó, mẹ đẹo, mẹ kéo cái. Đó, xong rồi thả nó chạy. Đây nè, bây giờ cô chị cho. Mẹ coi như này. Đó, xong mẹ bỏ xuống như này. Đó, là nó chạy. Đó. Cái này trò này mẹ chỉ biết chơi. Mẹ chạy mạnh lên. Rồi, nó chạy luôn.
chạy luôn hả mẹ ha. Đó, sẽ lâm cái đầu đi sắt, mà tròn này nó chạy một bánh luôn nha. Nè. Đó. Đó. Mẹ đeo. Nè, cho mẹ. Đó. Tròn này ngày xưa làm gì có được không mẹ? Không có. Rồi chưa hết đâu nha. Đây còn ngon ngua rất là nhiều luôn nè. Đây. Cái trò này là trò bắn đĩa đó. Hay lắm. Mẹ chỉ cần bóp như này nè, là cái đĩa này nó bay ra. Đó, bây giờ mẹ thử đi. Đây mẹ cầm tay này. Mẹ bắn như này nè, mẹ bóp mạnh vô là nó tự bay ra. Đó. Như này hả? Dạ đúng rồi, mẹ bắn về phía trước á. Bắn này hả? Dạ đúng rồi, mẹ bóp mạnh đi. Đó. Cái này là trò bắn đĩa. Đấy, cái trò này mới. Cái trò này nghe cái thời con cũng có. Rồi, chưa hết đâu. Mẹ biết trọng thuộc ngày xưa không? Có. Trọng thuộc xe đó. Đó. Bắn bị lơi vô đi bắn á. Dạ đúng rồi, bỏ cái hạt bị lơi là bỏ vô là bắn á. Ừ. Nhưng mà cái tạch tạch á. Nhưng mà thời nay là không có bị lơi nữa. À. Nên là ủng thuộc đó là có thể là bỏ giấy nè. Đó, mình bỏ giấy á. Ừ. Mình nhét cái giấy xong mình cho nước vào, cho nó ướt ra xong mình bỏ vô mình bắn á. À. Cũng được, nó còn kêu. Đó, cái này cũng tương tự mẹ nè. Đó, nhưng mà cái này là nó kết hợp 2 trong 1. Đó, cái này con vừa mua ở chợ kia 20.000. Đó, cái này là nó sai sai này mẹ biết cái này gì không? Không mẹ không biết cả. Cái này hiện tại hiện giờ á mấy bạn trẻ gọi là spinner. Đó. Spinner. À, con cũng không biết nữa. À, con cũng không biết spinner là gì nữa nhưng mà cái tên gọi nó là như vậy. Đó, sai sai này. Đó, ngoài ra thì ở đây nó có đàn này mẹ này. Đây, bên này nó có đàn này. Đây. Đây là đàn của nó nha. Đó, bây giờ là mình lấy cái đàn này ra. Đàn này đàn cao su, nó rất là an toàn nha, bắn nó không đau đâu. Đây, xong mình kéo này ra nè. Đó, xong mình nhét cái viên đạn lên trên nè. Ừ. Đó, xong mình bóp. Bây giờ từ từ để con thử cho mẹ xem đây. Đó. Đó, nó nổ hay không? Đó, bây giờ mẹ bỏ đi. Đó, mẹ kéo ra. Cái này mẹ kéo ra trước đi. Đó, xong rồi mẹ bỏ viên đạn này vào. Đó, bắn ở đây giống như là trồng thuộc ngày xưa đó, trồng thuộc tre. À, dạ, nhưng mà bữa nay là người ta nó chơi cái này. À. Đâu, mẹ bắn thử đi. Đó. Lá sao luôn. Dạ. Ủa, nó là tiếng ngoài kia luôn hả? Đây, đây, cho mẹ thử lại nè. Đạn nhiều lắm. Đây cái đạn này đạn có su. Đạn này nó mềm lắm mà nó không gây hại cho mình á. À. Hả? Hay lắm. Mẹ chơi mẹ cái trò chơi này nó cách đây mấy chục năm rồi. Dạ đúng rồi, mẹ thời mẹ là thời cháu ít mà là năm 1956 mấy đó. À. Đây nè, cái này là cái này mình phải lôi ra trước xong rồi mình mới bỏ cái này vô. Đây. Rồi, mẹ bóp mạnh lên. Mẹ bóp mạnh lên là nó bay ra. Đó. Chà luôn hả? Đó không? Rồi. Đây cái trò này đó. Mày bay nữa, mày bay đó, mày bay thì bay ngang qua này, bay qua nhà ông ngoại đúng không, thả bom boom chứ không đúng không. Cái đây là mày phi thôi, mày phi thôi, nó đơn giản lắm. Đó, mày thử phi đi. Đó. Đó, cái này là ngày xưa là mày bay là mình hay gấp đúng không, thành mày bay giấy á. Mày bay giấy á. Dạ còn mà dạ đúng rồi. Còn thời nay là người ta là xếp cho mình mày bay luôn, xong mình mua về mình gắn vào xong mình bay thôi. Dạ cái đó nó bay ghê lắm á mẹ. Hồi xưa mẹ làm gì đầu tiên mua. Dạ đúng rồi đó. Bây giờ mẹ cho ý kiến đi, cho cái cảm giác chơi những cái trò chơi cổng trường ngày nay nè, nó như nào, nó có thú vị hơn những ngày xưa không? Đúng, đồ chơi cổng trường ngày nay là quá là văn minh luôn. Văn minh à? Còn văn minh luôn. Dạ đúng không? Mà thời nay là vì là có điều kiện á. Dạ. Thì cái đồ chơi nó văn minh hơn. Dạ. Hồi xưa nó giống như hồi xưa mẹ đâu có tiền mua gì đâu mà chơi. Dạ. Vậy lại ngày xưa là thời của mẹ là vẫn đang còn chiến tranh đúng không? Đúng. Nên là chỉ chơi những cái trò chơi dân gian thôi. Ừ. Những cái trò này chưa có. Đấy. Đó. À, thì các bạn thì ngày hôm nay mình thử cho mẹ mình chơi những cái món đồ chơi ở cổng trường á. Đó thì mẹ mình rất là thích luôn nha bạn nha. Đó, rất là thích những cái món đồ chơi cổng trường hiện nay luôn. Tại vì ngày xưa thì cái thời của mẹ mình á thì không có những cái món này các bạn nha. Đó thì mẹ mình rất là thích luôn. Đấy, thì nói chung những cái món đồ chơi này rất là an toàn nha các bạn. Nó không có gây hại gì hết á. Thì có lẽ thì mình sẽ kết thúc clip tại đây luôn nha các bạn nha. Thì mục đích ngày hôm nay là mình sẽ cho mẹ mình trải nghiệm những cái món đồ chơi cổng trường thôi. Đó, thì mình với mẹ mình sẽ kết thúc clip tại đây luôn nha. Nếu các bạn mà yêu quý mẹ mình á với lại những cái bộ đồ chơi cổng trường này nè thì hãy để lại cho mình một like nha các bạn, và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Còn bây giờ mình với mẹ mình xin chào nha, bye bye.